hỷ, bi tí. Chi thiền thứ ba có mặt trong sơ thiền là hỷ. Trong kinh, đôi khi hỷ được nói là khởi sanh từ một yếu tố khác, theo thứ tự liên hệ gọi là ba mô giá, hân hoan, một trạng thái xuất hiện cùng với sự đoạn trừ năm triền cái. Khi hành giả quán xét thấy năm triền cái đã được từ bỏ trong tự thân, hân hoan sẽ khởi lên trong vị ấy. Nhờ hân hoan như vậy, hỷ sẽ sanh, và khi có hỷ, thân vị ấy trở nên khinh an. Khinh an đưa đến lạc. Trên căn bản của lạc này, tâm trở nên định tịnh và nhập vào sơ thiền. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng hỷ không những báo trước sự khởi sanh thực thụ của sơ thiền, mà còn kéo dài suốt giai đoạn còn lại và rồi tiếp tục như một thiền chi cho đến tam thiền. Để có được một sự phân giải rõ rệt về hỷ, chúng ta cần chuyển qua tạng vi diệu pháp và các bộ chú giải, bộ phân tích, một trong bảy bộ luận của tạng vi diệu pháp, định nghĩa chi thiền hỷ như sự mừng vui, sự no vui, sự hân hoan, sự hủy diệt, sự hài lòng, sự vui vẻ, sự phấn khởi, sự thích thú, sự hoan hỷ của tâm. Chú giải xác định hỷ dưới dạng phái, sinh gốc động từ cũng như qua đặc tính, nhiệm vụ và sự thể hiện của hỷ, nó làm cho tươi tỉnh nên gọi là hỷ vậy. Hỷ có đặc tính làm cho ưa thích, sampiyajana. Nhiệm vụ của hỷ là làm cho thân và tâm tươi tỉnh, hay nhiệm vụ của nó là làm thấm nhuần, rùng mình với hỷ, nó được thể hiện bằng sự phấn chấn. Hỷ kết hợp mật thiết với lạc, xúc khá, nhưng về tính chất vẫn khác nhau, trong khi lạc là một cảm thọ và vì thế thuộc thọ uẩn. Vedana khantha thì hỷ ngược lại thuộc về hành uẩn. Sankhara khantha liên hệ với đối tượng tâm thì hỷ không thọ hưởng mà chỉ hướng dẫn. Sui Jan An giải thích rằng, hỷ tóm lại có nghĩa là sự thích thú trong một đối tượng nó cho là đáng ưa, hoặc tin rằng đem lại lạc và thuộc nhiều mức độ khác nhau. Nếu định nghĩa dưới dạng tác dụng, thì hỷ là cái tạo ra sự thích thú nơi đối tượng. Sớ giải tạng diệu pháp thì nói, đặc trưng của hỷ là chấp giữ đối tượng cho rằng đáng ưa, bởi vì nó tạo ra một sự thích thú tích cực nơi đối tượng, nên chi thiền hỷ có thể phản kháng và đè nén sân triền cái, trạng thái ghét bỏ hàm ý một sự đánh giá tiêu cực về đối tượng. Các bạn chú giải phân ra năm loại hỷ: tiểu hỷ, khút thí ba, khút thí ca pi tí, đản hỷ, khani pa ca pi tí, ba hỷ, ốc khan ti ca pi tí, khinh hỷ, úp pê ga pi tí, và biến mãn hỷ, para na pi tí. Trong năm loại này, tiểu hỷ được nói là có thể làm dựng lông tóc trên thân, đản hỷ tựa như là ánh chớp thỉnh thoảng lóe lên, ba hỷ tựa mưa rào đổ xuống thân rồi biến mất như những lượng sóng đổ lên bờ, khinh hỷ có thể nâng người lên và khiến cho nó di chuyển từ nơi này đến nơi khác, biến mãn hỷ thấm nhuần toàn thân. Để minh họa sức mạnh của khinh hỷ, chú giải liên hệ câu chuyện trưởng lão Mahatissa, vì đã làm khởi lên khinh hỷ khi lấy đấng giác ngộ làm đối tượng và bay lên hư không như một trái bóng nảy bật trên nền nhà. Chú giải cũng liên hệ câu chuyện một thiếu nữ khởi lên khinh hỷ trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ đến ngôi điện thờ và du hành đến đó qua hư không sớm hơn cha mẹ, dù họ đã đi trước nàng. Năm loại hỷ này rõ ràng được sắp theo cường độ của chúng. Tiểu hỷ tiêu biểu cho loại hỷ yếu nhất,
và biến mạng hỷ là mạnh nhất, năm loại theo trình tự tạo ra sự hoàn mãn dần dần của định như Thanh Tịnh Đạo giải thích. Như vậy, khi năm loại hỷ này đã hình thành và phát triển đầy đủ, sẽ viên mãn hai loại kinh an là thân kinh an và tâm kinh an. Khi kinh an đã hình thành và phát triển đầy đủ, nó sẽ viên mãn hai loại lạc, đó là thân lạc và tâm lạc. Khi lạc đã hình thành và phát triển đầy đủ, nó sẽ viên mãn ba loại định, đó là sát na định, cận định và an chỉ định. Tiểu hỷ thường là loại hỷ đầu tiên xuất hiện trong quá trình phát triển định, hiện hữu khi các phiền não lắng dịu và người hành thiền cảm nghiệm những dấu chỉ của định đang được thành tựu. Đảng hỷ hay sát na hỷ đến kế tiếp, mặc dù ảnh hưởng của nó mạnh hơn cấp độ hỷ trước, song đảng hỷ, như tên gọi của nó đã chỉ ra, vẫn thoáng qua và không thể duy trì lâu. Ba hỷ chạy khắp thân, tạo ra một sự rùng mình mãnh liệt, nhưng không để lại một ảnh hưởng dài lâu. Khinh hỷ duy trì lâu hơn, nhưng có khuynh hướng khuấy động định. Loại hỷ dẫn đến sự sâu lắng nhất của định là biến mãn hỷ. Kinh thường nói nó thấm nhuần toàn thân, khiến cho thân trở thành như một cái túi căn phòng, hoặc như một hang núi bị ngập lụt với trận hồng thủy. Như vậy, biến mãn hỷ chính là chi thiền hỷ muốn nói đến ở đây. Thanh Tịnh Đạo tuyên bố, biến mãn hỷ là căn bản của định, nó và nó tăng trưởng dần theo định. Lạc, Sukha. Thiền chi kế tiếp là Sukha, lạc. Chữ Sukha được dùng như một danh từ với nghĩa lạc, dễ chịu, hạnh phúc hay sự hài lòng, và vừa như một tỉnh từ với nghĩa trạng thái an lạc, trạng thái dễ chịu. Như một thiền chi của sơ thiền, lạc biểu thị cảm giác dễ chịu. Từ Sukha được định nghĩa chính xác theo nghĩa này trong phần phân tích về sơ thiền của bộ phân tích. Ở đây, thế nào là lạc? Sự sảng khoái về tâm, sự dễ chịu thuộc về tâm, cảm giác sảng khoái và dễ chịu do tâm xuất sanh. Trạng thái cảm thọ sảng khoái dễ chịu sanh từ tâm xuất, đây gọi là lạc. Chữ tâm ở đây cần hiểu là tâm sở, cetasika, và có chỗ dịch là thân. Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng lạc trong sơ thiền có đặc tính làm cho thỏa mãn, làm nhiệm vụ tăng cường độ cho các pháp tương ứng và sự trợ giúp. Các pháp tương ứng với nó được xem là thể hiện của lạc. Để hiểu chính xác tính chất của lạc hiện diện trong sơ thiền, chúng ta cần phải bàn qua lối phân tích của Đạo Phật về thọ. Thọ, Vedana, theo Đạo Phật là một tâm sở có mặt trong tất cả các loại tâm, một yếu tố đồng sanh của kinh nghiệm, tức biến hành tâm sở. Nó có đặc tánh, tướng của sự cảm giác, làm nhiệm vụ kinh nghiệm và sự thỏa mãn của các tâm sở được xem là biểu hiện của nó. Thọ được nói là luôn luôn sanh khởi do duyên xúc, phát xá, mà xúc là sự kết hợp của căn, trần và loại thức thích hợp. Khi ba yếu tố này hợp lại, tâm tiếp xúc với đối tượng, nó kinh nghiệm tính chất dễ cảm của đối tượng, và từ sự kinh nghiệm này, một loại thọ khởi lên hợp với tính chất biểu cảm của đối tượng ấy. Vì xúc có sáu loại tính theo sáu căn, giác quan, nên thọ cũng có sáu loại tương xứng với sáu loại xúc sanh ra nó. Có thọ do nhãn xúc sanh, có thọ do nhị xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, vân vân. Thọ cũng còn được chia thành ba loại hoặc năm loại theo tính chất biểu cảm của nó. Trong nhóm ba loại có thọ lạc, Sukha Vedana, thọ khổ, Dukkha Vedana, thọ không khổ không lạc hay thọ trung tính, Adukkha Ma Sukha Vedana, thọ lạc còn có thể chia thành hai, thọ lạc thuộc thân, Kayika Sukha gọi là lạc Sukha,
và thọ lạc thuộc tâm Cetasika Sukha, gọi là hỷ Sumanassa. Cũng vậy, thọ khổ được chia làm hai, thọ khổ thuộc thân Kajika Dukkha, gọi là khổ Dukkha, và thọ khổ thuộc tâm Cetasika Dukkha, gọi là ưu Domanassa. Trong hệ thống phân loại này, thọ trung tính được gọi là thọ xạ Upekkha. Như vậy, khi chia ra năm loại, chúng ta có lạc, hỷ, khổ, ưu và xả thọ. Theo vi diệu pháp, lạc và khổ chỉ cùng sanh với thân thức, hỷ và ưu chỉ cùng sanh với tâm thức, còn xả thì cùng sanh với cả tâm thức và bốn loại căn thức khác: nhãn, nhị, tỵ, thiệt căn. Bộ phân tích nói rằng lạc xuất khá của sơ thiền là lạc thuộc về tâm do ý xuất sanh, như vậy có nghĩa nó là một hình thức của hỷ Sumanassa. Đức Phật kể ra những loại lạc thọ thuộc về tâm tương phản nhau: lạc của đời sống tại gia và lạc của đời sống xuất gia, lạc trong ngũ dục và lạc của sự xuất ly, lạc có chấp thủ và lạc không chấp thủ, lạc còn lậu hoặc và lạc không còn lậu hoặc, lạc vật chất và lạc tinh thần, lạc của định và lạc không định, vân vân. Lạc cùng sanh với tham và hướng đến các sắc, thanh, hương, vị, xúc khả ái là dục lạc, kama sukha. Lạc cùng sanh với các thiện căn do xuất ly khỏi những sự hưởng dục là lạc tinh thần, nira masasukha, hay xuất ly lạc, nekhan masukha. Lạc của thiền jhana cũng là lạc tinh thần, nhưng do ly dục và ly các triền cái, pavi vekasukha sanh. Lạc này còn được gọi là lạc của định, sammathasukha. Đức Phật đã chỉ cho thấy rằng lạc phát sanh do nhân duyên, nó khởi lên trong tình trừ, trình tự các duyên đưa đến giải thoát. Trong trình tự này, lạc theo sau hỷ và khinh an, bát sa thí, nhưng dẫn đến định sammathí. Kinh Upanishad nói, hân hoan là trợ duyên cho hỷ, hỷ là trợ duyên cho khinh an là trợ duyên cho lạc, và lạc là trợ duyên cho định. Chú giải giải thích rằng hân hoan, pamaja, tiêu biểu cho những hình thức ban đầu của hỷ, hỷ là hình thức mạnh hơn, khinh an là trạng thái thanh thản xuất hiện khi các phiền não lắng dịu. Lạc được chú giải gọi là lạc đi trước an chỉ định, và phụ chú giải hay sớ giải thì gọi lạc thuộc cận thiền. Định do lạc sanh là bậc thiền tạo căn bản cho tuệ Pada Kaijana. Từ những giải thích này, chúng ta có thể suy ra rằng lạc được kể trong trình tự duyên sanh này là chi thiền lạc mới sanh. Nó bắt đầu xuất hiện ở giai đoạn cận hành và đạt đến sự sung mãn ngay khi đắc thiền thực thụ. Song vì lạc luôn luôn có mặt bất kỳ khi nào hỷ có mặt, nên chắc chắn lạc phải khởi lên ngay lúc khởi đầu của tiến trình. Ở giai đoạn mang tên nó, lạc chỉ đạt đến sự nổi bật lên thôi, chứ không phải lần xuất hiện đầu tiên. Khi lạc có đủ sức mạnh, nó thực hiện nhiệm vụ đè nén pháp đối nghịch trực tiếp của nó là trạo cự hối quá, triền cái vốn gây ra sự bất lạc do bản chất dao động của nó. Hỷ, piti và lạc sukha liên kết với nhau trong một tương quan rất mật thiết. Vì thế, phân biệt chúng có thể là điều rất khó. Tuy nhiên, hỷ và lạc không phải là hai trạng thái giống nhau. Lạc luôn luôn đi cùng hỷ, nhưng hỷ không phải lúc nào cũng kèm theo lạc. Có hỷ tất có lạc, nhưng có lạc không nhất thiết phải có hỷ. Trong tam thiền, có lạc nhưng không có hỷ.
Hỷ như chúng ta đã biết thuộc hành uẩn, còn lạc thuộc thọ uẩn. Attha Salini chú giải. Giải thích hỷ như là sự thích thú khi đạt được điều mong muốn, lạc là sự thọ hưởng hương vị của cái đạt được ấy, và minh họa sự khác nhau này bằng một ví dụ sinh động. Hỷ tựa như một người lữ hành mệt mỏi đang đi trong sa mạc mùa hè, thì nghe nói đến hay thấy nước hoặc một bóng cây. Lạc cũng như khi uống được nước hay bước vào trong bóng cây của anh ta. Đối với một người đang trên đường băng qua bãi sa mạc mênh mông và bị cái nóng bức bách như vậy sẽ rất khát và muốn uống nước. Nếu y gặp một người trên đường thì sẽ hỏi ở đâu có nước. Người kia nói rằng bên kia đám cây là khu rừng già có một hồ nước thiên nhiên, hãy đi đến đó bạn sẽ có nước uống. Nghe những lời này, y sẽ cảm thấy hân hoan và thích thú. Rồi khi đi tới, y bắt gặp những lá sen vân vân rơi trên đất, lòng càng hân hoan thích thú hơn nữa. Tiếp tục đi, y gặp tớp người áo quần tóc tai ướt sũng, nghe âm thanh của những con ngỗng rừng, những con công rừng vân vân, thấy khu rừng già xanh ngắt tựa như một tấm lưới châu ngọc đang vươn lên bên cạnh hồ nước thiên nhiên. Y sẽ thấy các lá sen, y sẽ thấy các loài sen, các loài súng trắng xanh đủ màu mọc ở trong hồ. Y sẽ thấy nước trong mát và càng hân hoan thích thú hơn nữa. Y sẽ đi xuống hồ nước tắm mát và uống thỏa thích. Cái nóng bức của y được dịu lại. Y sẽ ăn những ngó sen và củ súng, dắt những bông sen xanh lên người và khoác những rễ cây mandala cá lên vai, rồi leo lên hồ, mặc áo quần vào, phơi tấm choàng tắm dưới nắng mặt trời và trong bóng cây mát mẻ với làn gió hiu hiu thổi nhẹ. Y nằm xuống và thốt lên: "Ôi hạnh phúc quá, hạnh phúc quá!" Minh họa này được giải thích thời gian, hân hoan và thích thú từ khi nghe nói đến hồ nước thiên nhiên và khu rừng già cho đến khi y thực sự thấy nước, giống như hỷ dưới dạng hân hoan và thích thú lúc đang quan sát đối tượng. Thời gian sau khi tắm và uống nước xong, y nằm xuống dưới bóng cây mát mẻ thốt lên: "Ôi hạnh phúc quá!" là ý nghĩa của lạc tăng thịnh và an trú trong cách thọ hưởng hương vị của đối tượng. Hỷ và lạc cùng hiện hữu trong sơ thiền, do đó ví dụ mà chú giải đưa ra không nên xem như ngụ ý rằng chúng loại trừ lẫn nhau, tức có cái này thì không có cái kia. Mục đích của ví dụ là để nêu ra cho chúng ta thấy rằng hỷ đạt đến sự nổi bật trước lạc là trạng thái mà nó sẽ trợ giúp bằng cách cung ứng một nền tảng nhân duyên. Khi mô tả về sơ thiền, kinh nói hỷ và lạc là do ly dục danh. Bộ phân tích giải thích chi tiết hơn, những pháp ấy được sanh ra, được khéo sanh, được hiện hữu, được xuất hiện trong sự ly dục này. Do đó mới nói là do ly dục sanh. Đức Phật nói rằng hỷ và lạc do ly dục sanh này thấm nhuần toàn thân người, hành thiền theo cách mà không chỗ nào trên thân vị ấy không bị ảnh hưởng của chúng. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ly dục, chứng và trú trong sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm, với tứ. Tỳ kheo ấy thấm nhuần, tầm ước, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên thân không được hỷ lạc do ly dục ấy thấm nhuần. Cũng như một người hầu tắm lão luyện, hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm vào trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy bằng nước. Cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước, nhào lộn với nước, tẩm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Vị tỳ kheo cũng vậy, thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ. Lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên thân vị ấy không được hỷ lạc do ly dục sanh thấm nhuần.
nhất tâm, ekaggata. Khác với bốn thiền chi trước, ekaggata hay nhất tâm không được nêu rõ trong công thức mô tả sơ thiền, không những thế mà còn ở cả công thức mô tả các bậc thiền khác, ngoại trừ nhị thiền. Tuy nhiên, sự bỏ sót này không nên xem như hàm ý rằng các bậc thiền khác thiếu nhất tâm, vì không có thiền nào xứng với tên gọi mà không có yếu tố quan trọng này. Thực vậy, nhất tâm được kinh Mahavedanla kể như một chi thiền. Theo lời tôn giả Xá Lợi Phất, sơ thiền này hiền giả có năm chi. Ở đây, khi một vị tỳ kheo đã đạt đến sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, như vậy, này hiền giả, sơ thiền có năm chi phần. Hơn nữa, trong kinh Anupada, nhất tâm cũng được nói là hiện hữu trong sơ thiền và đứng hàng thứ năm trong bảng liệt kê những thành phần của sơ thiền. Trước nó là bốn chi thiền quen thuộc, tầm, tứ, hỷ, lạc. Vi Diệu Pháp cũng đồng ý nhất tâm ở địa vị của một thiền chi. Trong chương nói về các bậc thiền, bộ phân tích xác nhận ngay sau công thức mô tả thiền theo tiêu chuẩn sơ thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Còn trong Abhidhamma Thasangaha, một bộ toát yếu về triết học Vi Diệu Pháp biên soạn sau này, định nghĩa tâm sơ thiền cũng theo cách chính xác như trên, luận sư Buddha Gosa đưa ra lý lẽ nhằm xác nhận vị trí này của nhất tâm theo quan điểm chú giải bằng cách trích dẫn bộ phân tích như đã kể ở trên. Để làm vững thêm sự bao hàm nhất tâm như một thiền chi của mình, như vậy các bản kinh Vi Diệu Pháp và các bản chú giải, ba nguồn tham khảo có thẩm quyền của chúng ta, đều nhìn nhận nhất tâm là một thiền chi. Có lẽ sự nổi bật của nhất tâm trong các bậc thiền chứng đã quá hiển nhiên đến độ các ngài cảm thấy không cần thiết phải đề cập nó một cách riêng biệt như vậy trong công thức nữa làm gì. Nhất tâm là một biến hành tâm sở hay tâm sở chung, có mặt trong tất cả các loại tâm. Nó là yếu tố nhờ đó mà tâm mỗi lần chỉ biết một đối tượng duy nhất, không bị phân tán bởi các đối tượng đa dạng khác. Như tên của nó đã chỉ ra, nhất tâm là đem tâm đến một điểm duy nhất, đó là điểm mà đối tượng của tâm hành, mental activity, chiếm giữ. Tuy nhiên, trong các tâm bất thiện, nhất tâm không mạnh vì chức năng tạo ổn định của nó luôn luôn bị các phiền não xói mòn. Nhất tâm chỉ đạt được sức mạnh toàn vẹn trong các tâm thiện, đặc biệt là trong các bậc thiền. Atthasalini giải thích, cũng như lấy nước tưới sơ sơ trên một nơi đầy bụi, rồi làm phẳng nó, bụi ấy chỉ dịu xuống một thời gian ngắn, và lại trở về tình trạng ban đầu của nó khi nước khô. Trong phần bất thiện cũng vậy, nhất tâm không mạnh và như khi chúng ta tưới nước một nơi với nước đổ ra từ những bình lớn, đào xới bằng xẻng, rồi đầm, nền, làm cho nó láng như một mặt gương đánh bóng. Hình ảnh soi thấy được, dù 100 năm có trôi qua, sự phản chiếu lúc nào cũng thực. Trong tâm thiền cũng vậy, nhất tâm rất mạnh. Là một thiền chi, nhất tâm luôn luôn hướng đến một đối tượng thiền. Nó làm công việc ngăn ngừa những ảnh hưởng bất thiện, đặc biệt là dục tham triền cái. Khi các triền cái vắng mặt, nhất tâm tích tụ một sức mạnh đặc biệt trong bậc thiền, dựa trên nỗ lực tập trung đã được duy trì trước đó. Nhiệm vụ tạo ổn định của nó được tăng cường nhờ sự cộng tác của các thiền chi khác, tức là nhờ tâm, nhấn tâm vào đối tượng, nhờ tứ giữ cho nó neo chắc ở đó, nhờ hỷ và lạc kích thích sự thích thú và thỏa mãn của nó trong đối tượng. Bởi vì nhất tâm trong thiền hướng dẫn các yếu tố khác đến công việc hợp nhất này, nên nó được gọi là định căn Sammatthiriya,
bởi vì nó duy trì một sức mạnh ổn định, khiến các ảnh hưởng phân tán khác không dễ gì vượt qua được, nên nó cũng được gọi là định lực. Sammatipala, nó đưa tâm đến trạng thái tình trị, Sammatha, giúp hoàn thiện các căn khác, đồng thời tác hành như một nền tảng cho tuệ giải thoát, Vipassana. Trong kinh điển Pali, nhất tâm được dùng như một từ đồng nghĩa với định